Xin chào các bạn. Nhờ có môi trường học tập hiện đại, đa văn hóa và chất lượng sống hàng đầu thì Canada là một trong những đất nước thu hút nhiều du học sinh Việt Nam, đặc biệt là bằng thạc sĩ tại Canada luôn được đánh giá cao nhờ vào chất lượng đào tạo xuất sắc được công nhận trên toàn thế giới. Du học thạc sĩ Canada giúp du học sinh tích lũy kiến thức và kỹ năng quản lý một cách toàn diện hơn trước khi bước vào thị trường lao động, nâng cao khả năng định cư. Thì vậy, muốn du học thạc sĩ Canada cần đáp ứng những điều kiện gì? Thì hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này nhé. Điều kiện để du học thạc sĩ Canada bao gồm như sau. Thứ nhất là bạn đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam. Thứ hai là học lực của bạn phải từ trung bình khá trở lên và GPA ít nhất từ 7 chấm hoặc cao hơn tùy trường và tùy ngành. Và thứ ba là trình độ của bạn phải đạt được IELTS 6.5 cho đến 7 chấm, tùy thuộc vào trường và ngành. Thứ tư là bạn phải có chứng chỉ GMAT hoặc GRE nếu trường yêu cầu. Và thứ năm là kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm tùy trường và tùy ngành. Thứ sáu là có đủ khả năng tài chính để học tập và sinh sống tại Canada. Trong trường hợp không đủ điều kiện nhập học, du học sinh có thể học khóa dự bị thạc sĩ trước khi bước vào học chương trình khóa chính. Lưu ý là yêu cầu GMAT dành cho du học sinh các ngành xã hội, còn yêu cầu GRE là cho các ngành kỹ thuật. Không phải tất cả các khóa du học thạc sĩ Canada đều yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc hay thư giới thiệu, nhưng thông thường thì nhóm ngành kinh doanh và xã hội sẽ yêu cầu. Về thời gian học thì chương trình thạc sĩ thường sẽ kéo dài trong khoảng 2 năm và chia làm 4 học kỳ, còn chương trình dự bị thạc sĩ sẽ kéo dài từ 1 học kỳ cho đến 1 năm. Và trong trường hợp nếu các bạn mắc phải những vấn đề như sau, thứ nhất là bạn không đủ điểm GPA hoặc IELTS đầu vào, thì về vấn đề thiếu điểm IELTS dễ giải quyết hơn vì ngoài việc học để nâng cao IELTS, bạn cũng có thể đăng ký học khóa tiếng Anh cho đủ điều kiện rồi vào khóa chính. Thiếu điểm GPA thì khó hơn vì bạn không thể đi học lại đại học được. Ở các trường tốt và xếp hạng cao thì việc chỉ đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào vẫn chưa đảm bảo. Bạn có thể chắc chắn lấy được thư mời nhập học mà học sinh còn phải viết một letter of reference thật khéo, tích lũy kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa hay tiếng Anh cao để thêm vào GPA. Tuy nhiên thì việc xin được thư mời nhập học ở các trường thứ hạng thấp hơn cũng không quá khó. Nếu bạn không đủ GPA đầu vào thì hoàn toàn có thể học khóa dự bị thạc sĩ trước khi lên khóa chính. Và vấn đề thường gặp thứ hai đó là về vấn đề tài chính. Có hai vấn đề tài chính thường gặp. Thứ nhất là có tiền đi học nhưng khó để chứng minh. Thì giải pháp là hãy đi theo chương trình CS. Bạn không cần phải chứng minh tài chính. Thứ hai, đó là không đủ tiền nhưng học lực lại tốt. Thì giải pháp của bạn là hãy thi IELTS lên 7.5, xin học bổng từ trường. Vì xin được học bổng không những sẽ hỗ trợ cho bạn một phần chi phí du học và còn giúp bạn ghi điểm với lãnh sự quán khi chứng minh tài chính. Tuy nhiên, để xin được visa du học thạc sĩ Canada với tài chính yếu, bạn phải đầu tư khá nhiều cho kế hoạch tài chính, phải cân nhắc kỹ càng giữa học phí và thu nhập của toàn bộ người bảo lãnh, phải làm gì, ăn ở thế nào, chi tiêu ra sao trong suốt thời gian bạn học tập tại Canada. Đừng nóng vội muốn đi ngay mà hãy dành thời gian chuẩn bị hồ sơ tài chính cho chắc chắn trước khi nộp cho lãnh sự quán. Và một điều mà bạn có thể cân nhắc những ưu điểm cũng như nhược điểm dưới đây để quyết định xem việc du học thạc sĩ có thích hợp với mình hay không ha. Thì về ưu điểm, do nhu cầu tìm lao động chất lượng cao tại Canada thì các hồ sơ du học thạc sĩ Canada thường dễ giải trình để xin visa hơn. Kiến thức chuyên ngành ở bậc thạc sĩ sẽ giúp sinh viên rất nhiều sau khi ra trường. Và tại bang Ontario và British Columbia thì sau khi hoàn thành khóa du học thạc sĩ Canada, sinh viên có thể nộp hồ sơ xin PR định cư mà không cần phải có công việc. Về nhược điểm thì điều kiện đầu vào khá cao, học phí cũng cao. Nếu bạn đã có bằng đại học và mong muốn được học tập nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc muốn học ít để nhanh chóng ra trường xin việc hoặc mục tiêu của các bạn là được định cư Canada thì du học thạc sĩ Canada là một lựa chọn phù hợp. Sau khi hoàn tất khóa du học thạc sĩ Canada, bạn sẽ được ở lại Canada với Post Graduation Work Permit. Việc ở lại sau khi học xong theo diện Post Graduation Work Permit Program áp dụng cho tất cả các khóa học toàn thời gian, không phân biệt bậc thạc sĩ hay cao đẳng. Thời gian ở lại phụ thuộc độ dài khóa học chính của bạn, tối thiểu là 8 tháng và tối đa là 3 năm.
Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể liên hệ ngay với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, chi nhánh quận 1, mặt tiền 148-1, đường Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, số điện thoại 028-3848-4879, hoặc chi nhánh tại quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn để cập nhật những thông tin và chương trình mới nhé. Lưu ý là Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào tại Hà Nội.